Nga phóng mưa tên lửa trong ngày không quân Ukraine Nga tuyên bố tiến sâu 3 km vào phòng tuyến Ukraine ở Kharkov Tổng thống Putin yêu cầu đẩy mạnh sản xuất UAV Belarus tập trận xe tăng UAV gần tử huyệt của NATO Nổ lớn như động đất tại cảng Thổ Nhĩ Kỳ Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh youtube tạp chí Việt Times. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là các tin tức cập nhật nóng về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, lực lượng hàng không vũ trụ liên bang Nga VKS đã thực hiện một trong những cuộc tấn công tổng hợp lớn nhất vào một cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine trong khuôn khổ khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Các chi tiết của vụ việc đã được quân đội Ukraine và các quan chức Kiev cung cấp về cuộc tấn công vào sân bay quân sự trọng yếu Starokotinip. Lực lượng Ukraine tin rằng đây là cách người Nga chúc mừng nhân ngày truyền thống của lực lượng không quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Đòn đánh đầu tiên là hơn 10 quả tên lửa siêu thanh KH-47M2 Kinzhas của VKS được bắn bởi máy bay chiến đấu MiG-31K1 từ phía Bắc và Đông Bắc Tiếp theo là ít nhất 20 quả tên lửa hành trình khắp lip từ phía nam do các tàu chiến của Hải quân Nga từ hàm đội Biển Đen phóng đi. Sau đó vài chục UAV tự sát xuất hiện, bay tới từ phía nam, được cho là từ Crimea. Đợt tấn công cuối cùng là vào khoảng 30 quả tên lửa hành trình X-101-X-555 từ phía đông nam do các máy bay ném bom chiến lược tiến hành. Theo số liệu của Nga, 14 lượt máy bay ném bom TU-95BH trên vùng biển Caspian đã mở nhiều đợt tấn công. Đồng thời, việc trinh sát bổ sung các mục tiêu đã được thực hiện và các cuộc tấn công được thực hiện với sự trợ giúp của tên lửa S-300 trên các vùng lãnh thổ tiếp giáp với sân bay Starokopytniv của tỉnh Khmelnytsky. Trong cuộc tấn công lần này, căn cứ không quân Ukraine đã phải hứng chịu ba cuộc tấn công cũng cần nhắc lại rằng trong các bài phát biểu buổi tối hôm 6 tháng 8, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề cập đến việc Ukraine cũng đã chịu thiệt hại nặng nề. Bộ quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đang tiến sâu vào phòng tuyến Ukraine ở hướng Kupy, trong khi Kiev tuyên bố đẩy lùi nỗ lực phản công của Moscow. Phát ngôn viên Bộ quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm ngày 7 tháng 8. Trong vòng 3 ngày qua, các lực lượng Nga đã tiến thêm 11 km dọc chiến tuyến ở hướng Kupians, trong đó xâm nhập sâu hơn 3 km vào vòng tuyến đối phương. Tướng Konashenkov cho hay, các phân đội xung kích thuộc cánh quân Tây đang tiếp tục thực hiện chiến dịch tấn công. Ông nói thêm, vị trí kiểm soát của lực lượng Nga tại các làng Ossani và Pesoprapnip ở tỉnh Kharkov đã cải thiện đáng kể. Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzny cùng ngày tuyên bố phòng tuyến vẫn ổn định và binh sĩ đang đẩy lùi những nỗ lực phản kích của Nga. Ông chia sẻ trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Miller, đối phương tấn công chủ động ở một số hướng nhưng không đạt thành công. Đây là nỗ lực nhằm phân tán binh lực của Ukraine tại những khu vực nhất định. Tướng Zaluzny khẳng định giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn và đơn vị Ukraine đang từng bước tạo điều kiện tiến quân chúng tôi vẫn duy trì thế chủ động trên chiến trường. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia hôm 4 tháng 8 cho biết quân đội Nga đang tăng cường tấn công ở miền Đông. Nhận định Moscow đang tìm cách kéo trọng tâm chiến sự về khu vực này, trong khi Kiev đang muốn tập trung cho mỗi phản công ở phía Nam. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa qua đã chỉ thị cho người đứng đầu tập đoàn Rostec, ông Sergei Chepmezov, tăng cường sản xuất máy bay không người lái UAV Kuf và Lankes. Rianos Vosti dẫn lời ông Pustin nói với ông Chemazov hôm 7 tháng 8. Cả UAV Kuf và Lankes đều chứng tỏ được hiệu quả. Sức nổ của nó rất mạnh. Bất kỳ thiết bị nào kể cả loại do nước ngoài sản xuất không chỉ bị cháy mà đạn dược cũng phát nổ. Các nhà sản xuất đã hứa với tôi sẽ tăng sản lượng. Họ đang giữ lời hứa, nhưng chúng ta vẫn cần sản xuất nhiều hơn nữa. Tổng thống Putin cũng yêu cầu tăng cường sản xuất các loại vũ khí mới như xe tăng T-90, progroup và các hệ thống máy bay. Theo người đứng đầu nước Nga, các nhà sản xuất trong nước có cơ hội lấp đầy chỗ trống mà các công ty ngoại quốc để lại ở Nga trước khi họ quay trở lại. Tập đoàn Rostec gồm 17 nhóm công ty, trong đó 14 nhóm liên quan tới ngành công nghiệp quốc phòng, Ông Job cho biết tập đoàn Rostec đã hoàn thành 100% số đơn đặt hàng trong năm 2022, đáp ứng hoàn toàn các nhu cầu của Bộ Quốc phòng Nga. Theo ông Chemezov, các chuyên gia của Rostec đang nghiên cứu chế tạo các radar nhỏ để phát hiện UAV. Radar hiện thời không phải lúc nào cũng định vị được các mục tiêu nếu chúng bay thấp. Hiện các radar được chế tạo để ngăn chặn máy bay, tên lửa và các mục tiêu bay ở tầm cao hơn. Vừa qua một chỉ huy tiểu đoàn đã phải cảnh báo rằng lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine đã mất rất nhiều người trong những ngày đầu của cuộc phản công, trong đó những tân binh đã bị suy sụp tinh thần sau các trận chiến. Bất chấp sự khởi đầu khốc liệt của cuộc tấn công, bắt đầu vào đầu tháng 6, các lực lượng của Kiev đã bắt đầu dần dần giành lệ lãnh thổ do Nga chiếm đóng. Alexander, 28 tuổi, tiểu đoàn trưởng lữ đoàn thủy quân lục chiến 37, nói với tờ New York Times, Tôi đã mất rất nhiều và cho biết thêm, một số tân binh bị suy sụp tinh thần. Ukraine không công bố số liệu thiệt hại, nhưng một quan chức phương Tây gần đây cho biết Kiev đã phải chịu hơn 100.000 thương vong kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Những tổn thất nặng nề ấy đã làm dấy lên những chỉ trích của công chúng đối với giới lãnh đạo quân sự của Kiev, cũng như việc huấn luyện và trang thiết bị của phương Tây dành cho quân đội của họ. Valery Marcus, một trung sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 47 trong một bài đăng trên Facebook đã chỉ trích cấp trên của mình vì sự kém cỏi và coi thường tinh thần của những người lính khi họ chiến đấu ở khu vực phía nam Zaporizhia. Những người khác phàn nàn rằng họ được cung cấp những thiết bị không phù hợp với nhiệm vụ chống lại quân Nga, chẳng hạn như xe chiến đấu bọc thép Max Pro của Mỹ. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Myla cho biết đã có các cuộc tấn công bất tận của người Nga với hơn 9.000 vụ pháo kích nhiều hơn khoảng 1.000 vụ so với tuần trước. Bà cho hay đây là cuộc pháo kích liên tục mà các binh sĩ của chúng tôi phải vượt qua. Trong khi đó, các cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn xung quanh Robotin, một ngôi làng ở vùng Zaporizhia và Staromaiské ở Donetsk, mà không bên nào giành được lợi thế. Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine nói với người đồng cấp Mỹ rằng Kiev đang từng bước tạo điều kiện cho những bước tiến xa hơn ở phía Nam. Mới đây, Ukraine tuyên bố bắt giữ một đối tượng bị cáo buộc thu thập thông tin của Tổng thống Volodymyr Zelensky nhằm hỗ trợ cho một âm mưu ám sát nhà lãnh đạo này. Cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết họ đã bắt giữ một đối tượng bị cáo buộc là người cung cấp thông tin cho Nga nhằm giúp Moscow có thể thực hiện một cuộc không kích ở vùng Mykolaiv khi Tổng thống Zelensky tới thăm vùng này. Nga chưa bình luận về thông tin mà Ukraine cung cấp. Theo SBU, vào đêm trước chuyến đi của ông Zelensky tới Mykolaiv, nghi phạm là một phụ nữ dường như đã thu thập thông tin tình báo về lịch trình của nhà lãnh đạo. CNN cho hay, ông Zelensky đã tới thăm Mykolaiv vào cuối tháng 7. SBU cáo buộc nghi phạm đã cố gắng thiết lập một danh sách gồm mốc thời gian và danh sách các địa điểm nằm trên tuyến đường đi di chuyển của ông Zelensky. Tuy nhiên, các đặc vụ SBU đã phát hiện thông tin về vụ việc và áp dụng các biện pháp an ninh bổ sung để bảo vệ tổng thống. Ngoài ra, khi theo dõi thông tin về liên lạc nghi phạm, SBU đã phát hiện ra đối tượng cũng có nhiệm vụ xác định vị trí của các hệ thống tác chiến điện tử và kho chứa đạn dược của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo điều tra, thủ phạm là cư dân vùng Ochankov, miền nam Ukraine. Người này là một cựu nhân viên bán hàng trong một cửa hàng của quân đội Ukraine trong khu vực. Người phụ nữ bị cáo buộc đã đi khắp lãnh thổ khu vực và quay phim vị trí các mục tiêu của Ukraina. Danh tính của nghi phạm hiện chưa được tiết lộ. Cuối tuần trước, lô xe tăng đầu tiên trong số những chiếc Abrams mà Mỹ viện trợ cho Ukraina đã được phê duyệt chuyển đi. Số xe tăng này dự kiến tới Ukraine vào đầu tháng 9. CNN ngày 8 tháng 8 dẫn lời ông Doug Bush, quan chức phụ trách mua sắm của lục quân Mỹ. Chúng đã được duyệt. Lúc này chúng sẽ phải được chuyển tới châu Âu rồi tới Ukraina." cùng với tất cả những thứ đi kèm như đạn dược, linh kiện tay thế, thiết bị nhiên liệu, cơ sở sửa chữa. Mỹ bắt đầu đào tạo binh sĩ Corona sử dụng xe tăng Abrams tại Đức từ tháng 5. Theo CNN, quá trình tân trang và vận chuyển 31 chiếc xe tăng mà Mỹ hứa cung cấp cho Corona đã diễn ra trong vài tháng qua. Thời gian chuyển xe tăng cho Corona được đẩy nhanh đáng kể do Mỹ đầu năm nay quyết định chuyển mẫu M1A1 cũ hơn thay vì phiên bản Abrams hiện tại Mỹ từng do dự giao Abrams cho Ukraine vì mẫu xe tăng này khó đảm bảo hậu cần, nhưng cuối cùng đổi ý để có thể thuyết phục Đức viện trợ xe tăng Leopard 2, mẫu xe tăng dễ sử dụng hơn. Từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022 tới nay, Mỹ đã cung cấp hàng chục tỷ đô viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo Politico, gói viện trợ gần nhất mà Mỹ dành cho Ukraine có giá trị 400 triệu USD, gồm hệ thống phòng không, pháo và đạn dược, xe bọc thép và vũ khí chống tăng phía nga luôn phản đối những khoản viện trợ vũ khí từ phương tây cho ukraine cho rằng hành động này sẽ làm kéo dài xung đột moscow khẳng định hỗ trợ của phương tây sẽ không làm thay đổi các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine Belarus vừa qua đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự gần biên giới với Ba Lan và Litva trong bối cảnh căng thẳng giữa Minsk và hai thành viên NATO gia tăng sau sự kiện lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner chuyển sang Belarus hậu đảo chính cuối tháng 6. Bộ Quốc phòng Belarus tuyên bố cuộc tập trận dựa trên những kinh nghiệm từ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine trong thời gian qua, các thành viên Wagner, những người từng tham chiến ở Ukraine, đã tham gia huấn luyện cho quân đội Belarus và chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn. Belarus cho biết cuộc tập trận ngày 7 tháng 8 bao gồm hoạt động sử dụng máy bay không người lái cũng như sự tương tác chặt chẽ giữa các đơn vị xe tăng, súng trường cơ giới với các đơn vị thuộc khác của lực lượng vũ trang. Cuộc tập trận diễn ra ở vùng Gronodo của Belarus, gần hành lang Skugaki, đây là địa điểm thuộc Ba Lan, dài khoảng 90 km, chạy dọc biên giới Litva và Ba Lan. Suwalki được xem là một tử huyệt của khối NATO vì nó có một đầu giáp với vùng Kaliningrad, lãnh thổ của Nga ở vùng Baltic, trong khi đầu còn lại giáp với Belarus, đồng minh của Moscow. NATO lo ngại trong kịch bản Nga kiểm soát được Suwalki, Moscow có thể cô lập hoàn toàn các nước Baltic khỏi phần còn lại của NATO cả Ba Lan và Litva đã tăng cường an ninh biên giới kể từ khi hàng nghìn thành viên Wagner đến Belarus. Các nhà lãnh đạo của hai quốc gia NATO cho biết họ đang chuẩn bị tinh thần kịch bản căng thẳng có thể leo thang. Tờ Wall Journal dẫn nguồn tin cho biết bốn tàu khu trục của Mỹ cùng với máy bay trinh sát P.S. Poseidon đã theo dõi hạm đội tàu chiến Trung Quốc và Nga trước khi rời khu vực mà không đi vào lãnh thổ Mỹ. Vụ việc dấy lên nhiều lo ngại ở Washington vào cuối tuần qua. Thượng nghị sĩ Dan Sullivan, thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ cho biết, sự xâm nhập kết hợp từ Nga và Trung Quốc gần Alaska là lời nhắc nhở cho chúng ta về quỷ nguyên mới trước sự gây hấn của Bắc Kinh và Moscow. Ông Sullivan cũng lưu ý một hạm đội hải quân kết hợp giữa Nga và Trung Quốc đã tuần tra gần Alaska vào tháng 9 năm ngoái song Washington chưa có phản ứng mạnh mẽ vào thời điểm đó. Ông Sullivan cho hay, tôi rất vui khi bốn tàu khu trục của Hải quân Mỹ giám sát hoạt động nhóm tàu Nga và Trung Quốc. Động thái này gửi thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Kinh và Moscow rằng Washington sẽ không ngần ngại bảo vệ lợi ích quốc gia sống còn của Mỹ ở Alaska. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Cuộc tuần tra chung với Hải quân Trung Quốc đã được tổ chức để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu giả định hạm đội đã tuần tra hơn 3.700 km trong cuộc tập trận quân sự. Hãng tin AP đưa tin vừa qua đã có 3 người thiệt mạng trong vụ hai trực thăng đâm nhau trên không trung khi làm nhiệm vụ cứu hỏa ở bang California. Vụ việc xảy ra vào ngày 6 tháng 8 khi hai trực thăng làm nhiệm vụ cứu hỏa gần hạt Riverside, California đâm nhau khiến cho 3 người thiệt mạng. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ NTSB cho hay họ đang điều tra nguyên nhân vụ va chạm giữa trực thăng Bell 407 và trực thăng Sikorsky S-64E. CNN dẫn lời quan chức Cục Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California Carl Fie, David Fulcher cho biết một trực thăng đã hạ cánh an toàn sau vụ va chạm nhưng mà những chiếc còn lại đã bị rơi khiến cho cả ba người trên máy bay chỉ mạng. Các nạn nhân bao gồm một phi công hợp đồng, và hai quan chức Kofey theo ông Future các quan chức nói rằng vụ va chạm đã gây ra một đám cháy rộng 1,6 hecta nhưng mà nó đã được dập tắt đội trưởng đội cứu hỏa Kofey Richard Cordova cho hay tôi muốn bày tỏ sự chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và đồng nghiệp của các nạn nhân đây là một sự mất mát bi thảm đối với cộng đồng cứu hỏa tại hạt Riverside và với Kofey vừa qua một vụ nổ mạnh như động đất tại cảng Darins ở Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến cho ít nhất 10 người bị thương. Thị trường Darins, ông Zeki Agon cho biết vụ nổ xảy ra vào chiều ngày 7 tháng 8, bắt nguồn từ một kho chứa ngũ cốc thuộc sở hữu của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, với cường độ như một trận động đất mạnh. Ít nhất 10 người bị thương, trong đó có hai người đang trong tình trạng nghiêm trọng và được điều trị tại bệnh viện gần đó. Camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc vụ nổ, nhưng mảnh vỡ đã văng ra khắp bãi hàng hóa gần đó. Video quay từ xa cho thấy khói và bụi bốc lên từ cảng sau vụ nổ. Nằm cách thủ đô Istanbul khoảng 90 km, Derince là một trong số ít cảng biển ở Thổ Nhĩ Kỳ do chính phủ vận hành hoàn toàn. Derince là một khu trung tâm vận chuyển ngũ cốc và thường xuyên đón các chuyến hàng ngũ cốc từ Ukraine cho đến khi thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen hết hạn vào tháng trước. Vụ nổ xảy ra trong quá trình chuyển ngũ cốc từ tàu. Các cơ quan ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường và cảnh sát đã mở một cuộc điều tra về vụ việc. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần cập nhật tin tức quốc tế trên kênh youtube tạp chí Việt Times. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có nội dung mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!